Hôm nay đi lên đây làm sao mà còn được 5.500, nó chỉ còn có 2.500, mất 3.000, đúng chưa? Có đúng chưa? Người ta đánh, người ta phải hiểu. Với sao đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi live stream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Đây là tài khoản của tôi, live stream trong đợt vừa qua đi Phan Thiết cho đến nay. Chỉ từ một ít tiền đến bây giờ vẫn. Tại sao hôm qua xuống đến đây chỉ là 5.500 đô, nhưng lên đến đây vẫn là gần 6.000 đô ở trên thị trường. Và bản thân chính các bạn có thể xem rõ. Thực tế, một người muốn giao dịch được hay không ở trên thị trường, chúng ta cần phải kiểm chứng bằng chính lịch sử giao dịch của người đó ở trên thị trường. Lịch sử chính là thước đo giá trị để chúng ta nhìn nhận về bất kỳ một ai hay một nhà đầu tư nào khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex này. Giao dịch được thì phải chứng minh được, giao dịch không được thì sẽ không có giá trị dẫn chứng vào trong thực tế trên thị trường. Đó là điều hiển nhiên mà bất kỳ một ai hay một nhà đầu tư Forex nào khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này đều cần phải hiểu rõ. Tôi chia sẻ và cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị thực tiễn này trên thị trường, và tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân chính các bạn đang tham gia vào nên đi chậm lại để nhìn nhận, đi chậm lại để đánh giá và thực tế thấy rõ được các giá trị vận dụng áp dụng ở trên thị trường. Và làm gì có một cái chuyện á quân Forex thế giới hay role trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex hoặc bất kỳ một ai đang chia sẻ cho các bạn kiến thức hoặc phương pháp hoặc bất kỳ một giá trị kinh nghiệm nào trên thị trường mà không chịu chứng minh giao dịch live thực tế và thực tiễn giao dịch vận dụng áp dụng ở trên thị trường, thì xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là một thằng lừa đảo bịp bợm trong cái thị trường về đầu tư Forex này mà thôi. Đây là điều mà nhà đầu tư Forex khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex này cần phải hiểu rõ. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân chính các bạn đang tham gia trải nghiệm nên đi chậm lại để nhìn nhận, đi chậm lại để đánh giá và thực tế hiểu rõ về các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Tôi mong muốn rằng bản thân chính các bạn là những người yêu cầu bất kỳ một ai chia sẻ trên thị trường về đầu tư Forex đều cần phải chứng minh, dẫn chứng bằng thực tế, phải giao dịch thực tiễn trên thị trường cho các bạn kiểm chứng. Đó mới là giá trị để chúng ta nhìn nhận về bất kỳ một ai hay một phương pháp hoặc một kiến thức hoặc một kinh nghiệm hoặc bất kỳ một giá trị nào trên thị trường. Làm gì có cái chuyện dùng trading view để phân tích, để nhận định như đúng rồi. Ngoài kia trên thị trường về đầu tư Forex này, thằng nào cũng dùng trading view, thằng nào cũng nhận định, thằng nào cũng phân tích. Vậy thì đánh thực tế cho tôi xem và cùng nhà đầu tư xem xét bao nhiêu thằng tự dưng chẳng biết ở đâu ra gáy như đúng rồi, cầm đủ các loại bằng cấp rồi gáy rằng đang đánh cho quỹ này hay quỹ khác, nhưng cuối cùng thì sao? Toàn những thằng nhận định về xu hướng, đọc lệnh ở trên thị trường, phân tích như đúng rồi, như cha chết mẹ chết của bản thân chúng nó. Nhưng thực tế thì sao? Dơ ra một đống bằng cấp FTMO, đấy chỉ là hoặc MFF, rồi gáy đó là quỹ, rồi kêu là nhà đang cập quỹ hàng triệu đô và thì nhà có một đống bằng. Thực tế thì sao? Đó chỉ là những trò lừa đảo bịp bợm của những thằng không giao dịch vận dụng được mà thôi. Tại sao tôi phải bỏ tiền ra để mua một cái quỹ đều, một cái game show vớ vẩn như vậy? Tại sao tôi không đem số tiền đấy ra để giao dịch, để đánh thực tế cho cộng đồng và nhà đầu tư cùng xem xét? Và tôi mong muốn rằng bản thân chính các bạn có thể thấy rõ, chỉ một ít tiền nếu mà chúng ta có thể giao dịch, chúng ta có thể có kỹ năng thì chúng ta có thể tạo được ra lợi nhuận ở trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, các bạn cần gì phải tham gia những cái game show vớ vẩn đấy, đó chỉ là trò hề bịp bợm mà thôi. Và bản thân chính các bạn cần phải nhìn nhận ra giá trị này trên thị trường, và tôi cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị tôi chia sẻ, những giá trị chúng tôi vận dụng và những giá trị chúng tôi áp dụng ở trên thị trường bằng chính những giao dịch live thực tế, bằng chính những kết quả của bản thân mình được vận dụng vào trong thị trường thực tiễn để cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư cùng theo dõi. Chào anh Sơn Nguyễn nha, và tôi chia sẻ cho cộng đồng và gửi đến nhà đầu tư, mong muốn rằng bản thân các bạn hiểu rõ, đi chậm lại, nhìn nhận đúng về các giá trị ở trên thị trường. Tôi xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư và chúc tất cả các bạn giao dịch thành công trên thị trường.